Thưa quý vị, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho trẻ em dịp Tết Trung Thu, những ngày qua, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động. Trong bối cảnh cả nước hướng về các tỉnh thành phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, các chương trình vui Tết Trung Thu năm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu được tổ chức ngắn gọn hơn, nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa. Sau đây là ghi nhận tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Tại đêm hội trăng rằm, trẻ em huyện Công Đảo được nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2024. Dù năm nay huyện đảo không tổ chức biểu diễn văn nghệ, múa lân và rước đèn Trung Thu qua các tuyến đường chính, nhưng không khí Trung Thu vẫn rất ấm áp và ý nghĩa đối với trẻ em trên địa bàn huyện. Ban tổ chức cũng đã cố gắng làm hoạt náo và có trưng bày tất cả các mô hình làm đèn của các đơn vị trong buổi tối ngày hôm nay, để cho các em học sinh có một cái sân chơi hoặc là ý nghĩa ở vùng hải đảo xa xôi này. Mô hình năm nay thì cũng hưởng ứng cái đề án kinh tế tuần hoàn của địa phương, và có rất nhiều mô hình là có sáng tạo và đi đầu về bảo vệ môi trường. Em Trung Thu năm nay cho dù là tụi em không được đi rất nhiều như mọi năm nữa, nhưng mà em vẫn thấy năm nay là đêm Trung Thu cũng rất là vui, rất là ấm cúng đối với tụi em. Tại đêm hội trăng rằm năm 2024, huyện Công Đảo trao tặng gần 3.400 suất quà cho thiếu nhi với tổng số tiền 539 triệu đồng, trích từ nguồn ngân sách huyện.